Hello, welcome to Health và KT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health và KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game One Big Man ha, hay là còn gọi với cái tên mà nhiều người biết hơn đó là Saitama nha anh em. Đấy. Ok, bản này của bạn nào quên rồi ta? Của bạn Lão Tam gửi cho Heo. Yêu Heo là lên coi có gì ngon trong này không. Thì con này chúng ta chơi bằng tài khoản 3733 hả? Không biết là nó có free gì không nữa. Để vô test coi sao. Rồi đầu vô thì con này chúng ta phải chạy nhiệm vụ đầu game cái hả? Ố là la. Cái thằng đó là gì ta? Xe đạp ơi gì đó quên mẹ nó rồi. Nó không hiểu là cái với bao nhiêu đó sức lực mà nó cũng muốn làm siêu anh hùng thì bó tay rồi luôn á. Vậy rồi sao bảo vệ được ai trời. Ok. Cái này chắc chạy nhiệm vụ còn hơi khá lâu à. Saitaman vẫn thế à. Không biết là có ông nào mở được con Saitaman này chưa nữa. Cứ đấm một cái là chết quân địch. Đấm một cái là chết quân địch. Bà mẹ này chẳng quà hả. Này, lên được level 2. Đánh thằng này nữa là chúng ta sẽ có vé quay hả. Cái này không biết có phi cái gì không nữa. Thường mà game Trung Quốc mà ta nói mấy con mà chính thống thường thì nó không có cho phi gì luôn á. Không biết con này là thể loại nào đây. Giờ là đang mong bản này ra bản N chứ đừng có mong mà ra bản lậu. Bản lậu chắc còn lâu lắm anh em. Là chúng ta giờ là đang chờ mong bản N thôi. Mà không, nếu mà Vinagame mua được thì chắc là cái suột cái nó cũng dễ tuồn ra ngoài lắm. Mà tuồn ra ngoài được là chúng ta sẽ có bản lậu. Mà theo nghĩ là với cái số tiền mà nó bán cái này thì chắc là bản lậu của game này thì chắc cũng có bản N thôi chứ không có được có bản nào đâu. Đang có ý định học tiếng, một là tiếng Trung Quốc, hai là tiếng tiếng Anh lại. Để mà chơi mấy game này chứ giờ chơi giống như chơi game chả biết cái gì. Là Xeno nè. Xeno, Xeno gì đó. Rồi. Trời ơi, mở bên này được con nhỏ R. Bên này thấy ít ai chơi hả? Về xe bờ mới thấy anh em chơi quá trời. Ở đây thì thấy ít người chơi hơn. Ok, chúng ta phải chạy nhiệm vụ đầu game cái hả? Giờ phải đánh cái map này cái đã. Mở được đứa con của Bảo là ngon lành luôn. Lên level 6 chúng ta mới mở được mấy cái này. Bà mẹ nó. Lên level 4 rồi. Chắc cũng nhanh anh em. Đánh một phát mà lên được level rồi. Game này Vinagame mua lại rồi. Mà ở Việt Nam thì Vinagame thì quản lý bản quyền cũng hơi chặt à. Đó, mở được Sonic. Ok, Sonic. Một cái hàng không biết trời cao đất dày là gì.
nhân 2. Nhân 2 được rồi, chứ méo nhân 3 được. Mẹ. Ủa, Sonic đáng lẽ ra là phải dùng mấy cái tuyệt chiêu mà chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại chứ ta. Sao lại chạy như thế? Ghê chưa? Ghê. Đó, đi hai thằng đệ. Mày chết chắc rồi con Sonic ơi. Đồ, sóc dai dữ. Mày tính sóc dai là quyền thoại hả con? Đấy, giờ chúng ta có thể mở auto rồi. Đây, xe đạp hầm lặng. À, gơi hồn không? Nghe cái tên là thấy là biết là không có tuổi luôn rồi. Nghe xe đạp hầm lặng và mẹ mở lào. Ok, chẳng rồi chạy luôn cái này hả? Phải lên level cao cao nó mới mở túi ba lô rồi, chứ không là nó méo có mở túi ba lô anh em ơi. Lên level 8 lận hả? Lên nào Zeno ơi. Tăng tốc cho Zeno. Mà quan trọng nó có tăng đam không có nữa. Đúng, nó vẫn tăng đam nha. Bao năm qua ta đã có nhau, tình anh em mãi không dài lâu. Thằng nó bắn tới đó hình như nó bị đứng hay gì mà nó lắc luôn, không có đứng, đánh đứng mẹ. Trời ơi, lo nói chuyện. Rồi không? À, hồng chiêu của Saitama cắm phát chết luôn. Kinh gì? Rồi lên level 7. Gì đây? Chắc phải nâng nó lên quá. Để quay được gì cho ta? Rồi được 2 vé. Em của Bảo. Thằng này hả? Đâu? Điểm danh nhận gì à? Hàng này là đệ tử của Samurai Nguyên Tử. Tên gì á, quên mẹ nó rồi. Không nhớ. Ôi, nó chưa có mở ba lô mà. Ôi trời ơi, phải chạy nữa. Nè, có Việt Nam chơi nữa nè. Nè nè nè, đó, anh A, B, C, D, E, F gì nè. Để chờ nhiệm vụ tí rồi mở mấy cái kia ra, chứ giờ chưa có mở gì hết anh em. Thôi bây giờ nó mở túi rồi nè ha. Cái này đang có event mở mấy con này hay gì đây. À đúng rồi đúng rồi, event mở mấy con này. Rồi quý chúa, cái này quà nạp rồi. Ok, lượng một dòng coi, cái này hơi trang mà đúng không? Cái này nhiệm vụ 7 ngày. No, không mua, má mua mắc quá. Này gì đây, này điểm danh mà đúng không? Quả level. Cái này quà nạp. Này là quà điểm danh nè. Điểm danh 2 ngày up sao gì nữa nè. Này vé quay đồ trong này nữa. Này là mua rồi. Này là event. Cái này là shop. Shop gì mua này không đồng hả? Đúng 7. Mua lần đầu được không đồng. À mua hệ lực.
Ok. Này là nhiệm vụ hay năng động gì hồi nãy nè. Này túi nè, túi được 5 vé. Rồi ai xếp rồi mở được coi cái này gì mày đây. Ok, đồ rồi không mà. Rồi chúng ta có ba cái code nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhập code. Đây, code thì game này chỉ có ba cái thôi, má cũng không hy vọng. Vô. Ủa, không có gì hết vậy ta? Ok, khoan để nhập vô hết coi. Hả, code này hồi nãy nhập theo theo test rồi mép nhập được hay gì ta? Coi đi coi. No. Nhìn chung nó không có gì hay, lộn, nó không có gì ngon hết ta. Cũng bình thường à. Chỗ quay tướng coi. Đâu rồi, chỗ quay tướng đâu? Gì đây? Cốt truyện hả? Đồ đồ ngàn cú đấm luôn đó 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 đó, chọc Saitama hả con? Đây con này là chúa đảo hay gì đây? Một phát một. Rồi cái chỗ quay tướng à, nó nằm rồi nè, quên. Quay 10 lần đầu. Đây chúng ta có một lần quay nè. Có gì cái gì ta cho quay là còn để độ. Không. Quay này ngon hơn chứ. Ok, nhìn giống con này cũng bình thường hả? Tính ra anh em là muốn chơi thì chơi ha, chơi bằng tài khoản Milu nha anh em, cũng không có code gì nhiều hết à. Code thì theo nghĩ chắc cũng không có gì ngon đâu, bà mẹ nó không ra được gì ngon luôn kìa, toàn là tướng R không thì thôi rồi luôn. Được một con SR nhìn cho à, mới nhắc có SR nè. Vâng, con kinh công kinh ghét gì đó mẹ bà. Rồi thì link ở dưới phần mô tả ha, anh em nào có chơi thì tải về nha anh em. Ok, phá hết đống kim cương luôn chứ. Có thể nào quay lẻ mà nó lại ra một con Pokemon là một con tướng 2SR không? Ok, méo có rồi hả. Rồi thì link để dưới phần mô tả ha. Anh em nào có muốn kéo xuống thử rồi kéo hả? Ok, rồi, ở bye bye, chào tạm biệt các bạn. Có theo để bên web nha anh em. Chung thì chắc chẳng biết sao.